ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបាទតន្ត្រីករខ្មែរឆ្នើមបីរូបកំពុងតែសម្ដែងទេពកោសលភ្លេងបុរាណខ្មែរនៅតាមទីក្រុងមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្ហាញទស្សនិកជនអាមេរិកនៅស្នាដៃរបស់ខ្មែរដែលគេមិនដែលបានស្គាល់នោះបាទហើយនៅសប្តាហ៍នេះអ្នកទាំងបីនិងសម្ដែងនៅតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមុននឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កទៀតបាទហើយនៅពេលនេះអ្នកទាំងបីកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប
Vâng. Đồng bố nhóm chân xua cả nhà dùm chẳng thí tha ta cả nhà bê lại bàn xâm đánh cần lo mơ nơi tam tì cổng một chân nguồn nâng miền ả rõm chẳng đôi mà đánh đá chùm bố ca xâm đánh nơi xa rõn bệnh lực tìm mùi nế bà. Chà nhóm mọc lực tìm mùi nếu mẹ rõm tha xa bài rõm phơ bị riêng nơi bê đại nhóm bàn mọc xâm đánh nơi lô miền bỏ chia chôn khám ai chẳng. Chà, nơi tì nô hay nơi tàm vọt nâng, bê thì môn chô xa nắm nâng, bê chô xa nắm nâng. Khơi anh tha ca bằng hai nơi ô bà co bò ràn bò dương đại cầm rò, đại quạt nâng bàn khơi như rùi có quạt. Bàn khơi như đáy tay bì khám mến, quạt liệt chân ngài bì sọc. Đò dương bàn bằng hai nơi hay quạt bàn xa đạp tớ, khơi như quạt rùm phơm, rịt riêng xa bái tay chó rò hốt đò quạt. Khơi như quạt miên tật này rồi đình lô thiệt phòng, hay đại đại chân ngài và cho chậm này luôn nhọc xin nát với bạn luôn chơi mỏng lịch lực thì mỗi đá và trong lực thì pì ha lực thì pì bà ô hay hay lực đi dạng mấy đá ở pratikam rồi bỏ ôn để mà chùa rùm để mà sạp đó và cứ tham lực này dương máu cứ tham ban cả để trong máu tổ bốn cứ tham máu bị sập sai được cái này đây mình thấy máu lực này cứ dương bàn sập sai chán cứ thay dương bàn thôi sika sala chùa mùi đến sala luôn tray nơi scotland boston dương bàn bằng hai nơi trái quả dương ní hay nâng là băm mà dùm nuôn tiết bạn hay dùm phố bọc ôn khám ai bánh cứ thay dương bán đất sân đầy nơi tam vọt ả ràm bạn cứ thay bê đầy dương tới chụp quạt chẳng tới cứ thay quạt bán sạch đạp lên quạt mình sẽ đầy xong mà nó hơi rì hay dương quạt bán lên chun quạt chẳng tới quạt mình ả ràm rùm phơm sẽ bái chất bên tên bà chúng chọn nghĩa mà luôn phản đất với bà dì nghĩa xưa cho xung lập test này kì chôn mệt căng vinh và kì bán mòn dì mùi dương mệt đáp bê dương xung đáy hơi xem ra khang American với nhóm mẹ làm tha bộ quạt play đời xa ở quạt sạp play mà dương ngày đối tai quạt chơi chơi sạp quạt chơi chơi sạp nó về đại bộ dương lên chọc hay quạt miền sùng nổi tràn xua tha đôi chơi ô bạc xài điêu ô bạc xài mùi đi quạt ngò xài miền là mùi hay đại ban chỉ lên chùm mùi kê ban anh chàng hay quạt miền sùng nổi tràn đôi chơi xua tha ô bạc năng thua pì ấy chàng ban và bạn thua đấy ô bạc mùi mùi của bạn thường lúc bộ như của bạn thường chúng này đôi thao chân này bị của bạn thường ở bộ con mỗi ai chỉ buôn sạp đà tập làm sạp đà hơi trong trong nghiệm mà cả nhà nhâm chẳng thí cả nhà ai chỉ rip rop sang khai ông pi của vật để cả nhà liên plain tăng pi pe na máu hay có đi chạy linh ở bộ coi khác mà cha nhóm riêng plain chỉ mỗi lúc ở bộ nhóm chúng tôi dùng sáng qua chỉ sát ra cha nơi sạc cọp chia lái phù mân chặt sập bạ nhóm ban châu sả lá riêng chỉ mùi nồng cốt tăng dụ đọc làm bảy chấm năm pon bốn đôi bảy sập bầm hay nhóm riêng kêu plom cọt chạy kêu plom chứ nhóm riêng cha bị bạ riêng đấy cha opaco kêu plom đấy bị bạ pro ấy đang sẹp bị dùng prai cầm lăng rồi chó nồng cà plom phía trên opaco tầng on ní bộ rõ chỉ nè cắn nhẹ lên tế, mình miền sậy tế, hay đòn chân tới nhom sành, nhom châu chất, hay có nhom chập đam riêng pì phục nhom tới, nhom răng chi diêm cha phụ ấy, bà men cái đường phồng, cha, và chấm nãy cho luôn xin nạp vĩnh luôn ai đi rộng pì ở bậc cao, pleng bao luôn đấy bạn ở bậc cao pleng một nhom này kỳ tha, nhom chập đam riêng nơi khnông, ayu đập pì chấm pì được nhom nơi khnông vua đi chợ bồ, khai sim riệp cho mui, bậc đại chư quân, pleng mà hai mươi thom phân sai ไอ้กรมการบันดาลบอลลูกครั้งในในสลปันคือช่วงมันเนี่ยได้ในครั้งหนึ่งไอ้ช่วงบานเรียนตั้งปียุโรปีชนะไอ้กรมอาทิตย์ช่วงบานแต่ตัวละห้ารูปก่อคางคางสลปักไม่มาตะเกี่ยวช่วงประตอตารีนในพนมเปญคางภายในโดนตรีขมายได้ไอ้ยังได้เรียนตามใครจมูกลูกครูสกดไอ้จมูกลูกครูมาจำนวนในครั้งเรียนในพนมเปญหนึ่งใบจะจมเน็ตวิ่งสำหรับย่อมย่อมเรียนจมูกลูกตาย่อมประตอคือลูกตาสกดนึกไปได้สลับมาเมื่อตะกอดบ้านตัวประกาศถนัดมุ้ยในตะแกรง
Chúng chẳng hạn như bạn cho riêng ốp con sài điêu thân ạc phêng cao bà ràn này có nông chân em bị bọn buồn. Ồ, tâm xem bị bọn bạn chỉ đọc bì chân em hả? Bạn đọc bì chân em. Vâng, chúng chẳng xua tầng ọc này chẳng lại mình đẹp đón cơ bán. Thà ta, dù mai là lớn nhóm khơi tôi ta kìm sơ chập ở rõm phêng bà ràn khám ai chỉ cao bệnh mẹn đấy hay hay ấy bạn chỉ dừng mình chỗ tờ riêng khang ghi ta khang ấy tôi mong chập ở rõm phêng khám ai vĩnh à. สมเนี่ยใส่กัญญาจับนะจีสมนัวสำคัญผลวันนั้นสกมายยืงจังยิ่งท่าขมิ้งเบี้ยเหมือนบานดังบานสควอลปีอุปกรณ์ได้ซาเยื่อคว้ากาอบรมในตามสลาจังให้ยืงจังบังฮันอุปกรณ์นี้ยืงโยตัดดันในขนมสลาดำใบอ้อยขมิ้งโยดังสควอลปีสำเร็จอุปกรณ์บักไม้จังขณีเบี้ยจับอารมณ์นองการเรียน บ่จังคณีอัดดังพ้องให้นี่นังมีนจับอารมณ์นะนังการเรียนอุปกรณ์อ่อนตรงนี้จังให้บางทีอุปกรณ์อ่อนนั้นมันซื้อมีนเลี้ยงเช้าในขนมสกไม้บุชีโบราณได้การมุนเกจังเต้กวาดสควอตเอาไว้ได้ตมเนิบอะไรกันแล้วนั้นจะกวาดจับไปเรียนกวาดจับโยตัดตมเนิบได้จะจังจิกาพิบะได้มาชมจำการชนะมาป้อนประมุนโดยการสับ mùi và môn ôn tạ tiết khi ông ban thư tầm nào từ xem riêng từ cổ vật lượng tìm mùi hơi về nó ở sân miền tây cho thế từ thắt ngặt xuống là nhưng chỉ còn vì tìm rum khai từ đó cổ vật này hay nhưng đá tức tập lưu sâu sầm lên khói nơi khăn ông đá bảy tập phổ ruo hay thôi nhưng cứ dự báo mong cứ tha phổ ruo hay cứ tha xia rắm mẹ tên lên hôm nay nơi cái đá bảy chỉ percent nơi sàn cổ vật tập tới cứ ở cha mẹ ha và chắc trong sông xua lục sơn át với lục sơn át mạch đá lên 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 những mạch mình lên vì lên bọt tê vĩnh mình cho chặt lên mai với nhau bạn đã lục hai đấy bạn lục miền chấm nạp ở rắm từ lên lên mai với bạn đời xa trong miền chấm nạp ở rắm nữa đời xa nát cầm nết bọc nhóm đời xa để dương chua ca mà đâu mà đà đời xa ca này nôm pi bồ ran cha cha màu đôi chiều kêu trong đây trong đây chấm mùi chấm để côn chấm lục thanh ta miền sông này ca ta Skrương đô đoàn trầy xa lập bạc đôi chìa xa lập bạc xanh xây này ấy vì bằng hai nhóm bì phô xâm bò này bởi tê chiên là mùi là mùi hay bởi tê thường ổ khi xa tầm mình xa lập bạc nâng đâm bây bằng hai người ta bởi tê Campuchia, bởi tê Thái, bởi tê xanh xây bởi kì mình xa lập bạc nâng anh chẳng mang kìm kìa ta xa lập bạc nâng vì chìa phân này mùi để bằng hai nhóm kì xa lập bạc nâng bởi tê khi nhóm mình bởi tê khi nhóm mình bởi lục tú sầm rạm nhầm với đời xa ta lục ta nhầm toa còn cử chỉ sạc sạc cha phần này đơn tây plain ca bờ ràn nâng ôp co tầng ở này lục chân này hơi nhầm trăng to đầm này bị cốt hơi típ nhầm trăng ao nhầm rẽ xa nơi đơn tây bờ ràn bao nhầm sầm rạm bờ tây nhầm được kia và nơi bên ấy nhầm trăng chơi cả nhà chẳng thí và cùng mà vẽ clay ở chun bình bật dương sạp không ba anh ấy ôp co ní khỏi bà sự vào cơn cả nhà chẳng thì hot đấy mà vẽ chẳng vẫn đang mình hot đấy chà lấy đó chim sông lục xin nát đó sông chim sông vô ôp con trâu sao ní muốn trâu mày trâu miền tị đam Thank you.
sum ok kun ba lâu khom chang ngiem mok chumnet veng ba ba khom sum le opa kho khsai dieu khsai muoy ba ba ອະປະກອດຕັ້ງອັນນີ້ເຈິງອາດເລງປະກຸມໂຈຄືນີ້ບານນະບາດຈໍາຕິດຕິດຈໍາຕິດຕິດປະໄຕລະເຈິງຈັ່ງສົມສູ່ປະຕໍຕິດຕາເນື້ອຂ້ອຍສັງເກດເຄີຍເພງກີຕາເພງບອດເຕຈັ່ງເກມີສະເສຈີຈີໂນດບາດຈົກເພງຄ້າຍເຈິງຍັງບໍ່ໄດ້ເພງຄ້າຍເຈິງນັ້ນປິດດາມຫຼືອັດມີສະເສນາເຕບາດໃຫ້ເຈິງຮຽນຕາມໂຟໂລຕາມກອດນັ້ນໃຫ້ແບບນ້ອຍໆໂຕໃຫ້ນັ້ນບັງຫານຕົງ จ้าให้ឥឡូវសាលាសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងយើងមានសាលាសកលវិទ្យាល័យគេរៀនមានណោតម៉េងឥឡូវចេះណោតចាអញ្ចឹងយើងអាចរៀនហើយយើងកត់ទៅចាអញ្ចឹងទេយើងវាពិសួររៀនជាងបានចាបានហើយបានហើយចុះខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរសីណាតវិញសីណាតមានតែងបទថ្មីទេភ្លេងថ្មីទេសោះថ្ងៃខ្ញុំអត់ទាន់ទេហើយផ່ານដោយសារតែយើងអត់ទាន់បាន ដោយសារសមត្ថភាពយើងថាយើងមិនទាន់រៀនដល់កម្រិតនៃការតែងមួយទៀតយើងមិនទម្លាប់តែងនិពន្ធដោយខ្លួនឯងដោយសារយើងប្រើតែបទចាស់ចាស់ហ្នឹងយើងប្រើអត់ទាំងអស់ផងពេលខ្លះបាទហើយអញ្ចឹងតាមពិតនេះជាលោកពូសួរជាកំណត់ដែលល្អថាយើងគួរតែមានការតែងថ្មីបាទបាទតែថ្ងៃណាណាធួតយើងនឹងអាចសាកល្បងតែងបាទហើយចំណុចវិញតើលេងឧបករណ៍ហ្នឹងលេងនៅក្នុងឱកាសអីខ្លះបាទ ឧបករណ៍នេះលេងនៅក្នុងដូចជាវិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាលក្ខណៈសូឡូហើយនឹងលេងក្នុងពិធីអារក្សហើយក៏អាចលេងជាមួយឧបករណ៍សម័យបានដែរដូចជាហ្គីតាឬខ្យ៉ាណូឬក៏តន្ត្រីចាស់អីវាអាចមានសមត្ថភាពលេងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃដូចថាមានពិធីមង្គលការនៅតាមតំបន់ជនបទឬក៏ទីក្រុងគេមានលេងភ្លេងបុរាណខ្មែរដែរបាទគេមានយើងចាប់ដើមមានភ្លេងការបុរាណខ្មែរនឹងច្រើន ជាមួយនឹងខ្សែឌីវជាមួយនឹងត្រខ្មែរហ្នឹងបាទបាទអរណាស់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាមួយទៀតថាតើទស្សនកិច្ចរបស់ចន្ទធីក៏ដូចជារបស់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺក្រុមការឧបត្ថម្ភរបស់ខាងណាដែរបាទឧបត្ថម្ភមកវាសកលវិទ្យាល័យ អង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈចាហើយនឹងបងប្អូននៃគាត់យកមកបន្តដូចជានៅលូវែលហើយនឹងមកតទៀតមកឈីកាហ្គោហើយនឹងមកទីនេះបន្តថាការជាមួយនឹងជេហ្វហើយនឹងសិល្បៈកអសមាគមផ្នែកអមតៈនឹងចាឥឡូវយើងខ្ញុំចង់ឲ្យសុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រគំបទជូលគ្នា ហើយអាចជំរាបថាបទនេះបទអីដែរបាទនេះគឺជាផ្នែកឧបករណ៍បុរាណដែលមានឧបករណ៍ត្រោខ្មែរនិងខ្សែឌីវនឹងវាដែលជាឧបករណ៍ដែលយើងខ្មែរយើងឲ្យឈ្មោះពីរថាឧបករណ៍បំរើឲ្យជំនឿភ្លេងអារក្សផងហើយនិងភ្លេងការតាមប្រពៃណីបុរាណទៀតផងបាទនេះគឺសូមជូនបទផាត់ពពក Thank you.
សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលនេះខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបអ្នកទាំង ແລະចូលរួមសូមអរគុណហើយបងលោកអ្នកមិនបានទស្សនាឡាយទេក៏អាចព្រឹកនេះលោកអ្នកអាចភ្ញាក់ឡើងមកអាចមើល Dương ban sầm đáy nơi pê đầy miên vị thi cá câu pro sầy nắng khai rợt đầy cá kê ban chủ lệ chẳng biết thật chủ lệ ná chà ban tờ lên tới hay mùi tiết nóng cứ nơi khu lãnh thức cá dương ra ô bà con nắng đáy chà hay mùi tiết nhóm nơi cồm đồn trây ra cổ xuông tết chó chà chị bên sập bò nề rí hay kê lên ô bà co bò ràn nâng miên khlói bây khlói trò ú trò sao rồi nít hay trò ú trò sao rồi nít khẩm châu chì môi dù lông hay flit dì tạp bá nâng kì bót dương lên bọt khmai bò dương nâng miên bọt vô sở đầy thí sân dì sầm mốt nâng bọt bà răng bọt ong lê hay nâng bọt sầm đạch ta dương nâng hay rồi vùng rộng bà chị tràn tiết bòm ra áo rốt tha bị bà bà dương nâng nơi nông sọc yên nâng chung ấy xin ấy nâng và hay nâng mùi tiết thì nẹ kra kì miền lối kì sna xong dương tờ liên làng tế thì bòn làng tế thì chụp liêng rồi có thìm khôl cà chà chẳng dương bàn xâm đại tràn khá đái quan tha mân tù lung tù liê bê tê chà cho chúng này khang xin nát vĩnh tờ cầu bị tết nạn kịch nơi mà đi chứng tờ bị tờ lập tờ vĩnh kịch ca phải chấm chỉ kịch ca phải là đấy mà kịch ca để nhom chọn phơi nó cứ tha tìm mối nhom đăng thắc nhom miết mà tập hiệp nông ca sẩm đai nông ca lên hời và ta vậy được nhom chọn ba để nhom vô chất tục đạn nó cứ tha ca vận động mà đà cứ tha nhom thời ta vô chất tục đạn nông ca này vận động mà đà to từ tiền và đôi tham miên cô mình nói bằng riêng sa mình chỉ nói cái lối to tiền đấy ព្រោះបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបានទៅបរិញ្ញាបត្រតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗដូចជានៅចិត្តចិត្តភ្នំពេញដែលខ្ញុំអាចនេះដូចក្រុមភ្នំពេញខ្ញុំប្រកាសចាប់ដើមបង្កើតថ្នាក់ខ្លួនឯងខ្ញុំប្រមូលយុវជនណាគាត់គ្រប់គ្រងគាត់រៀនជាមួយយើងបាទហើយក្រៅពីទំនេរក្រៅពីការសម្ដែងក្រៅពីធ្វើការខ្ញុំឆ្លៀតជីម៉ូតូទៅខេត្តទៅបង្រៀនក្មេងៗនៅតាមខេត្តនៅតាមភូមិណាដែលគាត់អត់ទាន់មានសិល្បៈតន្ត្រីយើងចាប់ដើម
riêng rồi cái chặt cái luôn ấy nhưng mà điện trời bây giờ có thà ta nâng mùa hạ đấy bàn riêng ai có riêng bây khám bây để cột vô tới cột màu ấy cột đăng thà dương bây giờ cột thà sao bạ với những việc mình sẽ làm khăn nhưng mấy chấm nào bật tay bỏ dương việc chia sẻ bỏ dương chia tạ nhãn bỏ dương mũi đáy chia chỉ tu lo bật thọ bỏ dương mũi đáy bây để cột vô chẳng tới cột sảnh chào đam sảnh cột chào đam mà phía rẻ cho mũi dương này bà sau này rồi băm bà ran khăm ai cứ thang thử mình thử hiện bị túi lang nằm bị bột đai ở tôi nát cho chúng sau này phim khăm ai với chẳng đá rồi phim cái đôi khi này là phụ phim khi thì dương anh liên bán pi dụ đập bay cho nam lang từ bà thôi đó túi pe còn cả đây bà túi pe còn cả đây bà vì bộ túi pe cả còn liên đây còn clay còn chập bà hay là mua xem đây còn nơi tạch bà ô được chồng mới khu hai cho chúng nó với nhau cầu pi ca chơi mòn rồi nhé pi tập lọt với cái ca thoa mặt đá bị chạm thay cái ca bị chạm thay với nhóm nơi ta là đại nhóm nơi nó nhóm vừa ôp con giải điều nâng hay nâng miền bị thi pleng cái nhóm từ liền pleng ca chân tới về từ nề clan chân tới nhóm miền biển sa biển anh chân đại chân nhóm khoái khoái từ chầm mùi nâng cái ca sa là bạn nâng và chia cái ca bị chạm và chúng nó tha phơi sợi điều phong bạn nhắm phở chắc lộ miền lộ lộ muối tầm lại bao mán đấy miền tầm lại bay rồi nên đôi chờ anh ấy tầm lại ram rồi hai đấy vừa khó khăn mấy bay rồi ram rồi pro bay rồi vì tập hết chớ có về riêng xây khnía hay nên vì anh miền tầm lại sát hay có về anh miền cù cầm đầu anh chẳng là sát đấy vì chỉ rút thom ra chơi
bạn hay bơ 500 អញ្ចេះ វា មាន ចម្លាក់ វា មាន យើង គូ ពណ៌ ឲ្យ វា តែកទាញ បាទ វា ខ្ញុំ ចង់ សួរ ចំណិត ឧបករណ៍ ខុស ពី គេ មាន ដូច ជា ធ្វើ ពី អី ក្លោប ឬ ក៏ មាន បាទ ឧបករណ៍ នេះ វា ខុស ពី គេ ត្រង់ វា វា ធ្វើ ធម្ម ជាតិ ទាំង អស់ បាទ បាទ អា នេះ ពី ផ្លែ ក្លោប យើង ផ្លែ ក្លោប បាទ ដាំ យើង ដាំ ខ្លួន ឯង ក្លោប ហ្នឹង ក៏ វា អត់ សូវ មាន ដែរ បាទ វា សឹង តែ អស់ លីង ឯង ហើយ យើង អាច ហូប ផ្លែ វា បាន ដូច គ្នា ស្រោយ បាទ នេះ ក្លោក ក មួយ យើង ធ្លាប់ តែ ឃើញ អា ក្លោក ក 2 បាទ 2 តង់ ហើយ ចំណែក ដង វា នេះ 2 ឈើ ឈើ កញ្ញុង បាទ នឹង ដង វា ហើយ ខ្សែ វា នេះ ក៏ អត់ មាន យក ខ្សែ គីតា អី មក ដាក់ ឬ ក៏ ខ្សែ លីឡុង អី ដែរ ដូច មុន ណា យើង ហូត ស្ពាន់ ខ្សែ ស្ពាន់ ខ្លួន ឯង បាទ ហើយ នឹង ប្លួត វា នេះ ហើយ នឹង នេះ ហៅ ញួញ នេះ បាទ ញួញ នឹង យើង អាច ធ្វើ ពី ស្នែង កបី ក៏ បាន ពី ប្រភេទ ឈើ ក៏ បាន បាទ ហើយ ឧបករណ៍ នេះ តាំង ពី សម័យ ណា មក ចំណិត ដឹង ទេ តាម ខ្ញុំ ដឹង ឧបករណ៍ នេះ មុន សម័យ អង្គរ វត្ត ទៀត អញ្ចឹង បាទ ពី ព្រោះ វា មាន ចម្លាក់ នៅ លើ សិលា ចារឹក លើ ផ្ទាំង សិលា នៅ អង្គរ វត្ត ដែរ បាទ ហើយ ពេល ភ្លេង ខ្ញុំ ឃើញ ដាក់ នៅ ដាក់ នៅ ទ្រូង នៅ វា ដាក់ នៅ អញ្ចឹង អញ្ចឹង បាទ ពី ព្រោះ មាន អត្តន័យ អី ដែរ ដាក់ នៅ ទ្រូង ដាក់ នៅ នេះ មាន អត្តន័យ មាន ន័យ ថា វា បើ ប្រៀប ទៅ វា ថា បី ដូច ជា ឥឡូវ ឲ្យ ឈ្មោះ វា មួយ ទៀត ថា ឧបករណ៍ នៃ វេះ ដូង ពី ព្រោះ វា ដើរ តួ ជា ចង្វាក់ នៅ ពេល លេង ជាមួយ គេ ហើយ វា ប្រៀប ដូច ដង្ហើម បេះ ដូង របស់ យើង លូត អញ្ចឹង តុក តាក់ ហើយ ពេល យើង លេង ទៅ វា តាក់ ទង់ ជាមួយ នឹង សម្លេង តិច សម្លេង ញ័រ វា ក៏ អួន ក្អៅ ហ្មិច យើង លេង សម្លេង វា ឡាយ ដូច ចេះ វា ញ័រ ទៅ ចេះ លឺ យើង ចង់ ឲ្យ វា តិច បាទ យ៉ា អញ្ចឹង សម្លេង របស់ វា វា ទៅ តាម អារម្មណ៍ របស់ យើង ហ្នឹង អញ្ចឹង យើង ត្រូវ ការ លេង វា ដូច ចលនា របស់ យើង ណា បាទ ពិសេស លក្ខណៈ ពិសេស បាទ ហើយ វា ពិបាក មួយ ទៀត ត្រង់ ថា ខ្ទង់ របស់ វា នេះ យើង មិន អាច កេះ អញ្ចេះ រក បាន សម្លេង ឯង បាន សម្លេង វា ខុស ពី ឧបករណ៍ ដតី ឧបករណ៍ ដតី វា មាន សម្លេង ស្រាប់ អា នេះ អត់ សម្លេង ឯង លុះ ត្រា យើង រៀន រក សម្លេង នឹង មួយ សិន បាទ បាន យើង រៀន ចាប់ ខ្ទង់ កើត បើ ឧបករណ៍ ដតី វា មាន សម្លេង ស្រាប់ បាទ បាទ ហើយ ស៊ីណាត ខ្ញុំ ឃើញ សង្កេត ឃើញ ស៊ីណាត ពេល ពេលហើយគេកូតដែរពេលត្រូនខ្ញុំឃើញកូតនៅក្រោមហ្មងកូតនៅក្រោមផុតហ្មងត្រូខ្មែរនេះគឺយើងប្រើខ្សែនៅខាងក្រៅខុសពីឧបករណ៍ត្រូដតីត្រូយើងមាន3 4ច្រើនច្រើនណាយើងទី1ត្រូខ្មែរត្រូសោមាន2ត្រូសោតូចត្រូសោធំបាទតោះមកយើងមានត្រូអ៊ូបាទហើយត្រូអ៊ូឆេត្រូឆេបាទហើយមានត្រូផ្សេងទៀតបាទត្រូខ្មែរនេះវាមានលក្ខណៈខុសពីគេបាទត្រូទាំងអស់សតែមានខ្សែនៅខាងក្នុងខ្សែ2គេដាក់ខ្សែនៅក្នុងឆាវានេះបាទតែត្រូខ្មែរទេត្រូខ្មែរមានខ្សែ13គេដាក់ខ្សែខាងក្រៅបាទយើងទាញហើយឧបករណ៍ត្រូខ្មែរនេះមានសម្លេងម្យ៉ាងគាត់ថាត្រួត2 សម្លេងត្រួត2ហើយដូចថាយើងលេងជាលក្ខណៈជាសាច់ភ្លេងពេលដែលយើងចាប់ម្រាមអញ្ចឹងគេឲ្យត្រូវខ្សែតែមួយទេដល់ពេលយើងខ្សែបើហើយគេឲ្យខ្សែ2ទូខ្សែ2បាទអ៊ីចឹងបាទហើយចុះខ្សែធ្វើពីអីខ្សែបាទខ្សែនេះយើងពីមុនយើងធ្វើពីកទុយសេះពីបុរាណមកតែឥឡូវយើងប្រើខ្សែលីឡុងបាទខ្សែលីឡុងខ្សែតូចតូចធម្មតាហេតុអីបានជប់ប្រើកទុយសេះបាទដោយសារកទុយសេះហ្នឹងវាពេកខ្លះកទុយសេះនឹងខ្លីផងបាទហើយរោមិនបានផងក្រសេះទេបាទគុណភាពនៃសម្លេងដល់ពេលដូរអញ្ចឹងអត់អីទេអស់បាទអត់អីធម្មតាបាទអរគុណបាទហើយចន្ទធីចង់សួរឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងសូមអាចរៀបរាប់មួយមួយបានទេទាំងអស់ហ្នឹងឈ្មោះអីខ្លះបាទមិញផ្លុំមិញនេះខ្លុយបាទចាអានេះប៉ៃអបាទចាលេងនឹងតម្រងភ្លេងកានឹងអរិយហើយឧបករណ៍នេះប៉ៃពកយើងលេងនៅតម្រងអរិយហើយយើងអាចសូឡូបានជាមួយនឹងច្រៀងអមចម្រៀងចាអានេះស្នែងយើងធ្វើអំពីស្នែងកបីស្នែងគោស្នែងទន្សោងចាហើយបណ្ដាតវាធ្វើពីឫស្សីខ្ញុំយកអាខ្នងវាខ្ញុំធ្វើចាអាចសាក់ផ្លុំតិចតិចមួយមុខមួយមុខមួយបានទេឬក៏ចំណាយពេលច្រើនពេកចឹងតិចតិចខ្លីខ្លីបានតិចតិចឲ្យបាទឲ្យចាក់ប៉ៃពកបាទឲ្យប្រិមិត្តយើងបានឮសម្លេងទាំងអស់
xong cho này nhé ai không bàn tích ấy thì có hạt tích tích bán đấy phải hạt ở quân chẳng thi ở quân và ở bên phía dương và chết ở đại hải tôi chắc nhưng xong xua chủng nước tham yên vậy chỉ thì mình chấp chỉ cả chấp ở rồi làm phải nhảy đấy mà nhưng xong ở quân đôi chỉ nơi cái này vì ở ấy toán hay nằng ở quân Scott Chile Boston còn đôi chỉ ông ca sơn lập không ai mà tại đấy hay nằng bang phaon đôi chỉ nơi lô ve đôi chỉ lục phu sầm khan lục phu cà ve hay nằng che scan ấy từng ó đã cọt bàn không prang sát phai miền tây chui nhóm từng bay ni ở bàn mau lên nơi tập đây amrej hay nằng nom do ôp co bồ ran bao dương ni mau nơi lên nơi tập đây ni nằng cùng hai nhỏ ôp cọt bàn score đôi chân này nhóm miền ấy tới nhóm còn tham gia rong rồng phơi bay sôi rồi rì hay nằng ở quân ôp cọt giang khang bạn xin ăn miền tây làm thế nào nhóm chỉ trông coi người ta phần đất cọt miền đất sa ở hai chân trong một đôi tập này trong sông chun po xã ca rây xã ca ni để nơi nông ví dụ voa này thằng ở bà hay nông prom tiếng bằng ôn khăm ai bằng ôn làm rây thằng ở bà sông chùa bờ tây tại sạc đầy sốc năng sạc đầy chim ran mà nó cún cún cho cả nhà chăn thí cha nhưng phía ấy còn là sông ở cún tại đó bằng ôn khăm ai để nơi tí ní cha đã chui quan tro hai năng chui càng nghe phụ dân đằng bấy từ sầm đài cục còn lại những ó đang bị ca hộp chóc nặng nứ tam tâm là tia tích quạt chun tịt tụi mà đào phụ nhóm chân kia ca trạch o ta tụi bây giờ tích cái đó của chia ca tập chất đỏ thông thê để quạt đào lại phụ nhóm nhóm rồng phơ mèn tan trả xong ó côn hơi view ấy có zoom xài nó côn đào nhẹ đằng bấy để ban chia ca trong một miền nhất đã bay một chung luôn nông cam bị thi dân ngày nay hay zoom chun po ở miền trung chơi nước nông cam bàn to đầm nở từ New York hay nâng tập lập từ bờ tây cam bị chia vinh và xin cảm ơn